Vợ khám thai, Lê Dương Bảo Lâm liên tục gọi con trai và giới tính thật sự. Sau khi lên tiếng xác nhận mang thai lần thứ ba, mới đây Quỳnh Quỳnh, bà xã của Lê Dương Bảo Lâm vừa chia sẻ thông tin mới nhất về chuyện giới tính thai nhi, cư dân mạng liên tục gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nam diễn viên. Cụ thể, trên Facebook của mình, Quỳnh Quỳnh vừa đăng tải hình ảnh khoe bụng bầu nhấp nhô, đang khám thai và không quên kèm theo câu đố mọi người cùng dự đoán giới tính bé là trai hay gái. Sau khi bài viết được chia sẻ trong phần bình luận, Lê Dương Bảo Lâm liên tục đáp trai trai trai. Có thể thấy sau khi hạ sinh lần lượt hai tiểu công chúa, nam diễn viên rất muốn thai nhi lần này sẽ là một quý tử. Trong khi đó, Quỳnh Quỳnh cho biết vẫn thích con gái. Cũng trong bình luận đối đáp với nam danh hài, cô cũng hỏi cộng đồng mạng nhịp tim 161 là trai hay gái. Sau đó nhiều chị em phụ nữ cũng tham gia dự đoán giới tính con tương lai của cặp đôi. Nhiều người cho rằng nhịp tim ngày đầu siêu âm em bé 155 trở xuống sẽ là con trai, nhưng có ý kiến lại phủ nhận. Người này cho biết lúc mang thai nhịp tim thai nhi cũng như vợ của Lê Dương Bảo Lâm, dự đoán sẽ là bé gái, tuy nhiên khi sinh kết quả lại là bé trai. Điều này càng khiến cư dân mạng khó đoán được giới tính thực sự của thai nhi. Bên cạnh những lời dự đoán, nhiều người đã bày tỏ sự hào hứng, gửi lời chúc mừng đến gia đình nam danh hài khi sắp chào đón thành viên mới. Hiện tại, phía Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh vẫn chưa chia sẻ chính thức đứa con thứ ba của mình là trai hay gái. Lê Dương Bảo Lâm kết hôn với bà xã Quỳnh Quỳnh vào năm 2017. Trước khi về chung một nhà, cặp đôi đã có 7 năm yêu đương mặn nồng, từ khi còn khó khăn đến lúc thành danh như hiện tại. Được biết, vợ của nam diễn viên cũng là cựu sinh viên trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hiện tại Quỳnh Quỳnh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau khi kết hôn, cô chọn lui về hậu phương chăm sóc gia đình con cái, tạo điều kiện tốt nhất để chồng phát triển sự nghiệp diễn xuất. Ngoài ra, cô còn chủ động làm quản lý, trợ lý, kiêm tài xế cho Lê Dương Bảo Lâm. Không chỉ sắp xếp hỗ trợ công việc cho chồng, cô còn âm thầm đứng sau để lên kế hoạch cho những dự án của nam diễn viên. Trong suốt 4 năm qua, cặp đôi chào đón trái ngọt hôn nhân là hai ái nữ xinh xắn và xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Con gái đầu của nam danh hài sinh năm 2018 tên Bảo Nhi, bé tiếp theo chào đời tháng 9 năm 2020 tên Bảo Ngọc. Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm đã từng chia sẻ con gái đầu chào đời thiệt thòi trong điều kiện khá khó khăn về kinh tế. Vì thời điểm đó anh chưa được thành công như bây giờ nên phải luôn tiết kiệm mọi chi phí. Sau khi ổn định tài chính, sự nghiệp, vợ chồng anh muốn bù đắp thật nhiều cho hai thiên thần nhỏ. Anh chọn bệnh viện quốc tế có đầy đủ cơ sở vật chất tốt nhất để sinh con gái thứ hai Bảo Ngọc. Hai ái nữ càng lớn lại càng xinh xắn, dễ thương, được nhiều người nhận xét là bản sao của bố. Nam danh hài cũng thường xuyên đăng tải các hình ảnh, clip về khoảnh khắc đáng yêu của hai cô công chúa và luôn nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Trước đó, trong chương trình Trà Chiều Cùng Mở Chảnh, hai con gái của Lê Dương Bảo Lâm cũng được Lý Nhã Kỳ hứa sẽ để lại tài sản với điều kiện vợ chồng nam danh hài sinh được hai đứa con trai trong tương lai. Hiện tại, nam danh hài đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên vợ và hai con, chuẩn bị chu đáo để chào đón thành viên tiếp theo. Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm cũng chia sẻ, nếu lần này là bé gái sẽ đặt tên là Bảo My, vì đây là tên do con gái lớn Bảo Nhi nghĩ và đặt cho em mình. Bên cạnh đó, bà xã nam danh hài cũng chu đáo, chuẩn bị thêm một cái tên khác cho bé trai là Bảo Long. Lần sinh thứ ba, Quỳnh Quỳnh cũng cho biết thêm sẽ tiếp tục sinh mổ vì cô không biết cách sinh thường. Hơn hết, cô sợ sinh đẻ rất đau nên chấp nhận để lại sẹo khi áp dụng phương pháp sinh mổ. Dù trải qua hai lần bầu bí, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết ốm ngán. Cô cũng thèm ngọt như lúc mang bầu hai con gái. Những chia sẻ về chuyện bầu bí của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Hầu hết mọi người đều rất vui mừng và hào hứng, cũng như mong chờ kết quả công khai siêu âm sớm nhất. Và nội dung vừa rồi cũng xin phép được khép lại bản tin ngày hôm nay của Hóng Showbiz. Quý vị ơi, nếu quý vị muốn cập nhật tin tức hấp dẫn trong ngày thì hãy ấn nút đăng ký ngay trên màn hình của quý vị và đừng quên bật thông báo để có thể cập nhật thông tin nhanh nhất có thể. Và đến đây thì bản tin của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Hy vọng có thể gặp lại quý vị khán giả trong những bản tin lần sau của chúng tôi.